Xin chào quý vị đến với chương trình Chuyện Đó Chuyện Đây. Minh Dự rất vui khi gặp lại quý vị khán giả vào khung giờ phát sóng quen thuộc lúc 19 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Mọi người chắc cũng đang thắc mắc là tại sao hôm nay Minh Dự lại ngồi với không gian lạ lùng khép kín như vậy, đúng không? Nó khác thường ngày đúng không? Dạ quý vị ơi, hiện tại thì ai cũng đang hưởng ứng yêu cầu giãn cách xã hội. Ai ở đâu, ở yên ở đó. Cho nên ngày hôm nay thì Minh Dự cùng với các khách mời trong chương trình Chuyện Đó Chuyện Đây ở nhà và kết nối với nhau qua laptop hoặc là điện thoại. Và quý vị ơi, trước khi vào chương trình thì Dự xin phép được dùng một chút thời gian ít ỏi thôi để luyện thanh trước khi vào các khách mời nha. Dự ơi. Dạ. Dự. Dạ dạ, sao vậy anh? Em làm gì vậy? Em luyện thanh á, không biết là hôm nay mình phải cần tới chất giọng cỡ nào đâu. Ủa, hôm nay nhân vật của mình đâu phải hát opera đâu. Ủa, chứ là gì anh? Trời đất ơi, hôm nay nhân vật của mình là... Đây đây, để anh mở lại cho em nghe nha. Dạ. Rồi, đợi anh chút xíu nè. Anh ngồi anh nghe nãy giờ luôn á. Beatbox. Đúng, chính xác, đó là beatbox. Em lộn làm qua giờ em lo lắng anh. Em cảm thấy là em sợ em không có hòa nhập được với tài năng khách mời ngày hôm nay. Ôi, thiệt sự khi mà anh nghe khách mời ngày hôm nay á, là một nhân vật beatbox, anh cũng hoang mang lắm. Bởi vì đó giờ mình không có biết beatbox nó như thế nào, toàn coi người ta làm không à. Vậy bây giờ là mình phải đi gặp khách mời liền đi. Tại em muốn biết cái tài năng này là. Thật ra thì chúng ta không cần phải đi đâu hết á, chúng ta ngồi ở nhà chúng ta gặp khách mời thôi. em lộn nha, mùa này mình không được đi nha. Đúng vậy rồi. Bây giờ mình kết nối với khách mời đi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp bạn Thái Sơn. Trần Thái Sơn là cái tên quen thuộc với cộng đồng những người yêu beatbox tại Việt Nam. Sau hàng loạt thành công ở Việt Nam, Thái Sơn đã đưa beatbox Việt ra thế giới với việc giành cúp vàng giải beatbox châu Á 2018 ở hạng mục Loop Station. Nhờ sự nỗ lực phấn đấu, Thái Sơn đã gặt hái được nhiều thành công và trở thành Á quân tại Asia Beatbox 2017, vô địch Almost Got Talent, top 8 Loop Station giải thế giới, huy chương vàng Music Talent 2011. Hello Sơn. Xin chào hai MC, chào Nam Cường, chào Minh Dự và tất cả khán giả đang xem Chuyện Đó Chuyện Đây. Hello Sơn. Cái màn beatbox vừa rồi hay quá à Sơn. Bạn hát bạn gọi là làm mình làm cái đó từ lúc nào vậy? Thực ra em bắt đầu cái việc beatbox của mình thì khoảng tầm năm 2008 đến giờ, thì khoảng 13 năm. Wow, hey, 2008 tới giờ. Dạ vâng. Oh. Cái khoảng thời gian đó lần đầu em cũng xem anh hát luôn này. Đúng rồi. Thì đó cũng đúng với cái thời gian mà bắt đầu Cường đi hát chuyên nghiệp luôn á. Sơn ơi, Sơn có thể giới thiệu một chút xíu về bản thân mình cho khán giả biết rõ hơn được không? Vâng, thì lần đầu tiên thì cho phép toàn Thái Sơn thì giới thiệu, tức là em tên đầy đủ là Trần Thái Sơn. Thì ngoài ra thì thời gian này em cũng ở nhà rất là nhiều, nên em cũng có sản xuất rất là nhiều cái ca khúc liên quan tới hát. Em cũng đang thử sức với ca hát nữa. Ở cái mùa này á, thường thì như tụi anh á, anh ca sĩ thì anh ở nhà, lâu lâu anh livestream hát với mọi người hoặc là anh sẽ làm đồ ăn đồ uống. Còn với em thì một beatbox rồi nhà sản xuất như vậy á, thì cái mùa này em ở nhà em làm gì? Em nói thật là khi mà mọi người nhắc tới cái tên của em á, có cái chữ beatbox ở sau á, kiểu mọi người rất là sợ, bởi vì kiểu mùa dịch ra cái đúng gì rồi. Mà nó liên quan tới kiểu phun phun không rồi, kiểu tức là người ta dùng mấy cái từ đó em cũng thấy hơi buồn cười cái mùa dịch này. Thực tế ra thì trong mùa dịch thì em phải nói là em làm việc nó còn căng thẳng hơn cả ngày thường. Uh-huh. Tức là khi mà mình ngồi lại một chỗ ấy, thì mình có rất là nhiều cái hoạt động khác nhau, ví dụ như học tập này. À. Như là ngày nào em cũng dành khoảng 3-4 tiếng để học tập. Đấy.
xong rồi dành thời gian để sáng tác, dành thời gian để làm beat, dành thời gian để thu âm cũng như là chỉnh sửa những cái đoạn nhạc, những cái đoạn sáng tác của mình. Lúc là nó chiếm cũng khá là nhiều thời gian. Ngoài ra thì beatbox cũng là một cái bộ môn mà gọi là em mà xả stress rất là tốt. Nó giống như kiểu khi mà mình kiểu căng thẳng quá hoặc là mình muốn, ví dụ mình hay cãi nhau, mình còn cảm giác là giải tỏa thì đây mình beatbox anh. Nhưng mà rất là may là beatbox em ở nhà thôi, cũng không có beatbox cho ai nghe. Cho giữa ta hỏi là cái cơ duyên nào đã đưa bạn đến với cái đam mê beatbox? Đó là mình lên trên mạng, mình search một cái ca khúc mà em vẫn nhớ, lúc đó là em search bài Billie Jean của Michael Jackson, thần tượng của em. Thì tự dưng có một cái anh đi thi kiểu chương trình talent ở Pháp ấy, anh mập mập, rất là mập, thì tự dưng anh đi chơi một cái đoạn nhạc mà rõ ràng là mình thấy cái miệng anh ấy đang kiểu mấp máy. Xong rồi ôi, tại sao nhạc lại giống cái bài đấy thế nhờ, mà miệng như thế em không tin lắm. Em nghĩ chắc đây là cái trò gì đấy kiểu người ta trôn ấy. Đây, cho anh cho xí cái khúc này với. Thực sự là bản thân anh cũng vậy nha. Đến bây giờ anh vẫn không tin. Chứ không phải là em đâu. Đến bây giờ anh vẫn không tin. Bởi vì anh chưa bao giờ ngồi gần một người chơi beatbox nào mà ở bên ngoài cả. Mới chỉ xem qua truyền hình thôi. Còn cùng lắm là đi diễn chung thì cũng là ngồi khoảng cách rất là xa, chưa ngồi gần bao giờ cả. Cho nên bản thân anh nghĩ tại sao cái miệng con người lại có thể phát ra một lúc rất là nhiều âm thanh các nhạc cụ khác nhau, thậm chí là cả kiểu kỹ điện tử nữa. Anh đến giờ anh vẫn chưa tin. Kể ra em cũng không tin y hệt anh luôn. Cho đến khi mà gọi là mình biết được có một số người người ta đang làm việc đó thật, tức là ở Việt Nam. Thì em vẫn nhớ là có anh Minh Kiên. Đúng rồi. MK thì em nghe khoảng tầm 2008. Thì em nghe rồi em mới hiểu là hóa ra nó là một bộ môn chứ không phải là một cái clip độc lạ. Bởi vì độc lạ thì mình chưa chắc mình đã theo rồi. Nó chẳng có một cái kỹ thuật gì truyền lại thì làm sao mà mình học được. Đấy, thì sau khi mà em biết có người làm được thật thì lúc đó em mới bắt đầu tập. Nhưng mà từ lúc bắt đầu cái đam mê beatbox tới bây giờ thì với Sơn đã gặp những cái khó khăn nào rồi? Và những cái lúc đó thì Sơn dùng cái cách nào để mà vượt qua những cái thử thách khó khăn đó? Khó khăn thì chắc em nghĩ cái bộ môn này cũng là top khó khăn đấy. Bởi vì khi mà mình, thứ nhất là mình không có được cái trường lớp bài bản chẳng hạn, tức là mình muốn dựa vào một ai đó để mình học, không có. Thứ hai là mình ở quê, mình ở tỉnh lẻ thì nói chung cái việc mà xung quanh mình không có ai tập thì cái việc mình tự tập nó cũng nhiều khi em thấy hơi buồn cười. Em lên trường là em đi học các kiểu bạn bè nhìn em kiểu giống thằng này bị điên. Nó là thằng này nó bị cái gì ấy, bởi vì khi mà mình chơi beatbox là nó chưa hay ấy, chưa có cái âm gì nó cụ thể, là nghe nó cứ kiểu sao thằng này nó cứ phun phun cái gì ấy, không ai thấy nó hay cả. Ôi, hình như là em là người miền Trung đúng không? Dạ đúng rồi. Người Quảng Trị hả? Dạ đúng rồi. Thì cũng gần quê anh. Anh thì ở Đà Nẵng. Dạ em biết. Thì thực ra thì với những người làm nghệ thuật như chúng mình á, thì ngày bây giờ thì đỡ, chứ ngày xưa thì là ít gia đình nào mà có người theo nghệ thuật. Chính vì thế mà để mà đi làm nghệ thuật thì đối với ba mẹ hay là mọi người trong gia đình đó thì họ ít khi gọi là ủng hộ lắm. Bản thân anh cũng vậy, cũng phải thuyết phục dữ lắm. Nhưng mà cái nghề của anh hoặc là nghề của Minh Dự là nghề biểu diễn của diễn viên hoặc là ca sĩ, nó đại trà. Còn với em thì là nghề beatbox nó khá là mới lạ đối với phụ huynh. Như giới trẻ hay bình thường rồi, nhưng đối với phụ huynh thì nó khá là mới lạ và nó khá là khác biệt nữa. Vậy thì em thuyết phục như thế nào để mọi người cho em tham gia vào cái con đường này? Với beatbox thì nó vừa dễ mà nó vừa khó. Tức là cái thời gian đầu ấy, nó khó ở đây đó là để thứ nhất là bố mẹ mình hiểu nó là bộ môn nghệ thuật đã là một vấn đề rồi. Nó không thể là bộ môn nghệ thuật khi mà không có một ai cho mọi người biết đó là môn nghệ thuật cả, thì không nhất thiết là phải tin đấy. Sau đó xung quanh mình, môi trường, trường lớp, cho đến cái địa điểm, gọi là địa điểm để mình có thể biểu diễn cũng không có luôn. Ví dụ ở Đà Nẵng ấy, hồi mà em học đại học thì em học ở Đà Nẵng thì vẫn có tụ điểm để diễn. Nhưng ở quê em kia bắt đầu thì em không có đấy. Thì hầu như là cái khó khăn thì phải nói là trong vòng 3 năm đầu tiên là nó chẳng được một cái gì cả. Nó chỉ là mình thích thôi thì mình tập thôi. Anh Cường ơi, tiếng lành đã vang xa, nhưng mà bây giờ á,
mà em với anh Cường á bảo đảm là rất là muốn xem bạn Sơn trực tiếp beatbox cho tụi mình nghe. Ồ, đúng rồi, cái này không sao đâu em, tụi anh mỗi người nhà rồi, em cỡ nào cũng được không dăng tới đâu. Chúng là em cũng có thể biểu diễn một chút, gọi là những cái âm thanh cơ bản để có thể mọi người hình dung ra được cái bộ môn em như thế nào. Dạ. Đây là nó. Ok. Biết bao nhiêu cái âm thanh khác nhau từ một cái khuôn miệng phát ra, hay của anh Cường ha. Đúng rồi, em xong rồi em có mỏi miệng không em? À không anh ơi. Không hả? À? Đây thói quen thôi, thói quen. Bởi vì anh hỏi thử thôi chứ anh thấy Minh Dự mỗi lần bắn chữ ra cũng mỏi miệng dữ lắm. Thôi mệt á. Em nghĩ beatbox này là ngoài năng khiếu, ngoài tập luyện đó, nó còn tùy theo cái khẩu hình nha anh. Riêng em thì em nghĩ cái cơ miệng em không có làm được cái bộ môn này. Hình, em làm nhiều khi cái gió nó ra ngoài hơi nhiều đúng không? Ra hết, nó đâu có ra hết micro được. Vậy sắp tới Sơn có một dự án nào đó mà muốn giới thiệu tới mọi người trước không? Thực ra trong thời gian tới thì nếu nói về ai, những ai mà fan hâm mộ của em về beatbox không ấy, thì có thể họ sẽ không hẳn là một cái dự án mà người ta sẽ trông chờ. Nhưng mà những khán giả từ trước đến giờ theo dõi những cái quá trình hoạt động nghệ thuật của em thì chắc chắn đây là một trong những cái sản phẩm, thực ra là một album cơ, gồm có 5 bài mà trong đó có rất là nhiều bài em tự sản xuất, tự sáng tác, tự hát, tự hòa âm phối khí, rất là nhiều cái âm thanh beatbox trong đó. Từ nãy giờ Dự với anh Nam Cường hỏi Sơn cũng hơi nhiều rồi đó. Đây là cái lúc mà Dự không muốn nhưng mình vẫn phải làm, là cuối tập luôn luôn phải là có thử thách từ nhân vật khách mời. Bây giờ Sơn muốn Dự với anh Nam Cường thử làm gì? Cái này vui nè. Em sẽ cho mọi người quay trở lại thời điểm em mới tập. Okay. Một cái đoạn nhịp thì nó chỉ có 3 âm thôi. Ví dụ như đấy, mọi người sẵn sàng chưa? Hơi căng đấy. Ok, âm thanh đầu tiên là âm dễ nhất này. Đấy, đấy, đấy. Em vừa nghe ai làm rất chuẩn luôn. Trời ơi. Thấy có khi là Dự á. Đúng rồi nghe. Nhiều khi cái này nó kết cấu nó ra được cái âm thanh đó. Đó. Mọi người hãy ôn lại. Rồi. Đấy, âm vừa rồi rất hay, rất đó, hay. Đó, Dự em có năng khiếu á Dự. Biết đâu sau Dự đi diễn có âm thanh thứ hai. Đúng không? Đấy. Nhưng mà mình hít nhanh hơn chút. Đấy. Không được nha. Có chừng sặc, có chừng sặc. Rồi, bây giờ em sẽ làm lại, mọi người hít vào nha. Sau đó hít nhanh. Đấy. Mà trong beatbox thì mình gọi cái âm đó là âm snare. Tức là trống là gồm có kick này, bùm này. Cái âm snare là âm chát, thì đó là cái âm chát của mình đấy. Rồi bây giờ mình ôn lại hai âm nhé. Đấy, mọi người làm thử em nghe. Thử nha. Anh Cường làm coi. Hai rồi. Mắc cười quá. Rồi giờ thử làm nè. Ê chỗ sợ. Âm thanh cuối cùng. Đấy cũng gần đấy, kiểu đấy. Anh Dự phun đi. Ok. Đấy, bây giờ mình làm lại 3 âm ha.
Đấy, beatboxer Minh Dự. Không ai bây giờ gì nè. Bất phân thắng bại, thắng bại. Thua đều, thua bằng nhau. Cho nên là bây giờ hai anh em phải squat những cái động tác đã từng biết bây giờ 20 cái. 1, 2, 3, 4. Qua đây thì em cũng xin gửi tặng hai MC cũng như tất cả các quý vị khán giả một ca khúc mà em tự sáng tác cũng như là hòa âm phối khí cho nó. Thì sau đây xin mời mọi người nghe ca khúc Why sáng tác bởi em. Chiếc gương vô hình. Tell me why, why, why. Baby tell me why, why, why. Baby tell me why, why, why. Tell me why, why, why. Cảm ơn Sơn đã chia sẻ rất nhiều về bộ môn nghệ thuật mình tham gia. Anh Cường ơi, có gì muốn nhắn gửi với bạn hay là sắp tới có hợp tác gì cần bạn không? Nếu như Sơn có lòng thì tương lai chúng ta sẽ có một cái gì đó hợp tác với nhau. Đúng không nào? Cũng là người con miền Trung với nhau cả. Hồi ngày hôm nay thì cảm ơn Sơn đã đến với chương trình cũng như cho Nam Cường gọi là giải tỏa cái niềm nghi ngờ về cái bộ môn beatbox này. Bởi vì đó giờ mình không có được tiếp xúc gần nên mình cứ nghĩ là chắc có kỹ xảo, nhưng thực ra thì đó là cái một cái quá trình khổ luyện rất là nhiều để các bạn có được những cái thành công. Và anh Nam Cường xin chúc cho Sơn sẽ gặt hái được nhiều thành công, và sắp tới nếu như bạn có chinh chiến ở một cái đấu trường nào đó nữa thì sẽ mang lại chiến thắng vẻ vang nhé. Cảm ơn anh Nam Cường rất là nhiều. Cảm ơn hai MC ngày hôm nay cũng như là ekip đã tạo cái cơ hội cho em có thể nói chuyện cũng như là chia sẻ cái bộ môn của em. Cũng rất là lâu rồi thì em mới được nói về bộ môn của mình như thế này. Và rất là hy vọng trong thời gian tới thì các khán giả yêu thương có thể follow và theo dõi những cái sản phẩm âm nhạc mới của Sơn. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Và Dự cũng rất mong là trên những cái game show truyền hình sẽ có vài dự án lớn thật là đặc sắc về riêng bộ môn nghệ thuật beatbox của Thái Sơn nha. Và chúc Thái Sơn thật nhiều sức khỏe, và mong rằng tất cả quý vị đang theo dõi chương trình thật là bình an. Và bây giờ Minh Dự phải nói lời tạm biệt rồi. Quý vị ơi, hãy đón xem chương trình Chuyện Đó Chuyện Đây vào lúc 19 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7 để đón xem những điều thật là thú vị và độc đáo nha. Còn bây giờ Minh Dự, anh Nam Cường cùng với Thái Sơn xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. Bye bye. We'll be right back.